Thưa khán giả, sáng nay ngày 10 tháng 7, với sự chủ trì của bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân Dư dân tỉnh và ông Lê Giang Hiểu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân Dư dân tỉnh, Hội đồng Nhân Dư dân tỉnh Sóc Trăng khóa 10 tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 22, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024. Tham dự kỳ họp có ông Lâm Nhân Mẫn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Dân chức tỉnh; ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh, các vị đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Dân chức tỉnh. Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Dân chức tỉnh nhấn mạnh. Kỳ họp lần này Hội đồng dân dân tỉnh sẽ xem xét quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền như xem xét các báo cáo và hoạt động của ủy ban nhân dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, xem xét cho ý kiến các báo cáo của Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng dân dân tỉnh, các cơ quan tư pháp, báo cáo của ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp. Xem xét quyết định các vấn đề quan trọng về kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025, quy định nội dung mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh bổ sung kế hoạch phân bổ vốn thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, sửa đổi bổ sung nghị quyết của hội đồng dân chức tỉnh về phát triển giáo dục nghề nghiệp về đầu án quy hoạch phân khu xây dựng Khu Công nghiệp Đại ngãi Quyền Long Phú và phê duyệt chủ trương đầu tư 4 dự án. Đây là những nội dung có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi, người nghèo, cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng khác trên địa bàn của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà và tạo động lực niềm tin trong nhân dân. Kỳ họp giữa năm 2024 có nhiều nội dung quan trọng. Với trách nhiệm của người đại biểu nhân dân trước cử tri, tôi đề nghị quý đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia thảo luận, chất vấn, đóng góp ý kiến, tâm huyết, sâu sắc, chất lượng để bảo đảm cho nghị quyết được ban hành đúng quy định, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đáp ứng được nguyện vọng và niềm tin của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Tiếp đó, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Dân dân tỉnh, thừa quý quyền của Thủ tướng Chính phủ, công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Dân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Giang Khởi, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Di chúc tỉnh, thay mặt ủy ban Di chúc tỉnh, ông Lâm Hoàng Nghiệp, Quỹ viên Ban thường vụ tỉnh quỹ, Phó Chủ tịch thường trực ủy ban Di chúc tỉnh đã báo cáo về kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2024. Theo đó, tình hình kinh tế xã hội tỉnh sóc trăng trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt được nhiều kết quả nổi bật, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 6,54%, tăng so với cùng kỳ năm 2023 trong đó khu vực 1 tăng 7,14%, khu vực 2 tăng 6,83%, khu vực 3 tăng 5,7%. Thu ngân sách tăng so với cùng kỳ, tình hình dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi tiếp tục được kiểm soát. Tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện tốt 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số được quan tâm thực hiện và đạt được những kết quả nhất định. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm và có nhiều tiến bộ. Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh Papi thuộc nhóm cao nhất, xếp hạng tư trên 61 tỉnh thành phố trong cả nước, tăng 20 bậc so với năm 2022, tiếp thứ nhất các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện tốt, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện, tình hình quốc phòng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024, 6 tháng cuối năm, cần nỗ lực với tinh thần quyết tâm cao, quyết liệt và hiệu quả cao nhất. Thứ nhất, về nông nghiệp thì tiếp tục triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, thực hiện tốt kế hoạch phát triển chăn nuôi, chú trọng phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại thiên tai, biến đổi khí hậu, nhất là các cái biểu hiện về sạt lở bờ biển, bờ sông. Thứ hai, về công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, đẩy nhanh tiến độ các cái dự án công nghiệp khu công nghiệp, cụng công nghiệp quan tâm chỉ đạo hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, thúc đẩy hoạt động xuất khẩu, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách phát triển về du lịch. Thứ ba là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, phấn đấu cải thiện các chỉ số của tỉnh trong năm 2024, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn dướng mắt cho nhà đầu tư doanh nghiệp trong sản chức kinh doanh. Thứ tư là về tài chánh, tín dụng, đầu tư công và quy hoạch, thực hiện hiệu quả các giải pháp điều hành ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng và các gói hỗ trợ ưu đãi về lễ sức tín dụng của nhà nước ban hành. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh. Buổi chiều, sau khi thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua các báo cáo tờ trình và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến cho các báo cáo tờ trình dự thống nghị quyết trên tại kỳ họp. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng nêu lên một vài vấn đề tồn tại cần quan tâm giải quyết, như chất lượng, lưu lượng cấp nước sinh hoạt từng lúc từng nơi chưa đảm bảo, làm ảnh hưởng đến chất lượng sống và hoạt động sản xuất của người dân doanh nghiệp. Chỉ số cải cách hành chính, Park Index, chỉ số đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính, CPAC, chỉ số năng lực cạnh tranh, PCI giảm mạnh, về tiếp hạn so với năm 2022. Đề nghị Ủy ban dân tỉnh quan tâm có giải pháp chỉ đạo mới hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, kiểm tra quyết liệt hơn nữa để xử lý việc để vấn đề này để tạo tâm lý yên tâm cho bà con không kể bà con ở thành phố Sóc Trăng mà kể cả bà con ở các huyện, thị xã trong tỉnh. Đảm bảo cho người dân tỉnh Sóc Trăng được cung cấp đầy đủ nước sạch, được sử dụng nước sạch, được đảm bảo quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Ngày mai kỳ họp sẽ tiếp tục chương trình làm việc với phần chất vấn và trả lời chất vấn. Chủ tịch Ủy ban Dân chức tỉnh giải trình một số vấn đề được đại biểu và cử tri đặt ra. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản ánh kỳ họp trong các chương trình thời sự tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.